Xin chào mọi người, hôm nay là ngày 23 tháng 7. Hôm nay là ngày gì? Ngày 23 tháng 7 là ngày thiếu nhi Indonesia. Ngày sinh của ai? Ngày 23 tháng 7 năm 1864 là ngày sinh của Apolinario Mapini. Ông là luật sư và chính trị gia người Philippines. Ông cũng là thủ tướng đầu tiên của Philippines. 23 tháng 7 năm 1971, Alison Krauss là một ca sĩ nhạc bluegrass và country người Mỹ. Trong sự nghiệp của mình, cô đã đạt tới 26 giải Grammy, đưa cô trở thành nữ nghệ sĩ giành nhiều giải nhất và xếp thứ 3 trên toàn bộ trong lịch sử giải thưởng này. Daniel Radcliffe, một diễn viên người Anh, người thủ vai Harry Potter trong loạt phim cùng tên, anh sinh ngày 23 tháng 7 năm 1989. Ngày mất của ai? Ngày 23 tháng 7 năm 2014 là ngày mất của Quỳnh Dao, một ca sĩ người Việt Nam. Bà tên thật là Công Tằng Tôn Nữ Đoan Trang. Năm Quỳnh Dao 5 tuổi, cha của bà qua đời và mẹ bà tái giá với nhạc sĩ Dương Thiệu Tước. Cũng vào ngày này năm 2011, Amy Winehouse, nữ ca sĩ người Anh, cô đã qua đời ngày 24 tháng 7. Cô có chất giọng nữ trầm, đầy cảm xúc và sự pha trộn đa dạng của nhiều thể loại âm nhạc, bao gồm soul, R&B và jazz. Sự kiện. Ngày 23 tháng 7 năm 1903, Ford Motor Company bán chiếc ô tô đầu tiên của mình. Cũng vào ngày này năm 1921, Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập tại Đại hội đại biểu toàn quốc. 23 tháng 7 năm 1980, Phạm Tuân trở thành người Việt Nam đầu tiên và người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ khi ông bay trên tàu Soyuz 37 với tư cách là một phi hành gia nghiên cứu Intercosmos. Vào ngày này năm 2001, bà Megawati Sukarnoputri trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Indonesia. Năm 2010, ngày 23 tháng 7, nhóm nhạc Nam Anh Iceland One Direction được thành lập bởi giám khảo Simon Cowell trong chương trình The X Factor, sau đó trở thành một trong những nhóm nhạc nam có ảnh hưởng rất lớn đến nhạc pop của những năm 2010. Xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một ngày thật vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 7 giờ sáng mai tại WIT TV.